Xin chào ông bà cô chú chị bạn. Giờ Hạnh đến ấp Ngọc An xã Ngọc Trúc thuộc huyện Dòng Riềng tỉnh Kiên Giang. Thì hôm nay Hạnh vô đây khoan cái nước cho nhà của em. Thì nhà em thì em can thì có hai bé, còn nhỏ thì xài nước dưới sông thì rất là dơ. Thì trong đây thì không có lộ nè. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú chị bạn lại đằng nhà của em đang coi mấy anh thợ khoan cây nước. Giờ anh Chí thì đem đồ lại khoan cây nước rồi nè. Anh vận chuyển ra sao hết rồi. Thì nhà em thì xài nước ở dưới sông rồi nè, trong cái kinh nhỏ nè, nên nó dơ lắm. Bà con xả lúa rồi đều thải ra đây hết luôn, nước thuốc nước này kia bơm ra ngoài sông mương này hết. Bây giờ Hạnh sẽ ra sao coi chiếc khoan cây nước. Về nhà của anh Cang thì được Mạnh Thường Quân ta tài trợ cấp cho nguyên căn nhà. Rồi chào Cang luôn. Chào bé luôn ha, rồi chào hai anh em luôn. Dạ. Cái này là con của anh Chí quá. Dạ. Đây luôn phải không con luôn hả? Dạ. Biết làm hết rồi ha. Rồi thì hôm nay thì lại thông báo là làm cây nước sạch cho gia đình của mình ha. Dạ. Đây là con bé nhỏ nè. Bé nhỏ này mà tắm nước dưới sông là sợ ghẻ. Nó ngứa thì da nó bị mặt nổi ghẻ. Thì cây nước của gia đình của Cang thì có hai cô ở bên nước ngoài hỗ trợ ha. Dạ. Cô Mai và cô Minh Phương ở tiểu bang Texas, Mỹ có gửi cho Hạnh là 200 đô thì Hạnh đổi ra được là 4.660.000, làm hai cây nước thì 4 triệu. Còn số tiền còn dư lại thì cô nói thì giúp những hoàn cảnh khó khăn khác. Rồi giờ Hạnh cũng mời ông bà cô chú các bạn ra sau cùng xem mấy anh thợ khoan cây nước. Bây giờ ông trời mưa nên anh em không có khoan cây nước được á, giờ tạnh mưa bắt đầu phải động khoan cây nước cho nhà cái anh ca. Con nó về đó. Con hơn nha.
à, này bắt đầu mấy anh rút ống ra. Bé này là con của em Cang nè, giờ mẹ thì đang làm cơm cho bánh thợ ăn nên họ nẫm dần mà dễ. Từ hồi lỡ giờ là đến hôm gì nè không có khóc gì hết trơn. Đây là bé gái tên là Ngọc Hân. Thịt gà. Em thấy chuyện mưa nữa rồi đó. Tới vô đợt mưa là mưa xuyên suốt luôn á. Cái nước này sâu khoảng bao nhiêu mét anh Chí? 40 ha. Giờ mấy anh em rút ống xong, giờ gắn cái ống lược xuống. Tranh thủ chuyện mưa quá rồi. Hồi nãy mưa một đám thôi là cũng rồi rồi. Chuyện rất nậu cái bon đó nè. Rất là đau lắm. Đây. Cái ống lược cái người ta khắc cho nó hở hở nha. Còn lính nó nằm đầu lá nè. Cây nó mưa nước nó xình kìa. Mình thở gì vậy? Mình quýt thì mình thở gì vậy? Không thở. Thở là chết á. Thở gì vậy? Thở quá. Chừng nào ông ngừng thấp. Chừng nào anh nghĩ thở gì? Chừng nào nghĩ thở. Chừng nào nghĩ thở là nghĩ quan la. Nghĩ quan luôn đó. Làm mệt phải thở mạnh chút. Giờ này mấy con ấy nó kêu thấy buồn quá rồi. Chiều rồi đó. Đó. Cây này là quyết định tới hay chưa? Trời mưa là làm hao đồ dễ lắm. Nãy giờ em nãy tưới nước bớt rồi đó. Tưới nước xanh. Mưa cả tiếng mà. Mưa này làm hao đồ dễ. Đám mưa này bên này lớn luôn. Cây này tới luôn phải không? Tới, giờ tới luôn rồi. 1, 2, 3 buông luôn đi. Còn chưa chắc ăn nữa kìa. Chắc ăn rồi. Chắc ăn rồi, như bắp rồi. Đó, tưng rồi. Ngọn hơi tưng mới được hả? Tưng rồi nó mới tới. Tới nha, còn mà chưa tới thì nó còn nhòi. Chưa tới thì nó xình, nó xuống. Xình. Ở cửa ngang nó đang ngắt nước không? Biết bao nhiêu cây còn hỏi hoài luôn, rồi hỏi giao cho 3 cây luôn rồi. Làm còn... Hỏi ông tí thật chứ làm bậy sao được. Được chưa? Rồi. Rồi, bắt đầu mấy anh em xuống ống xong, giờ ép nước. Đằng tống mấy cái chất xình dưới cặn đồ dưới ra. Anh đi sợ quá rồi. Gì mà hu hu dữ vậy? Nhìn kìa. Một bé thì tên Quyền Trân hả?
nước xong bây giờ ảnh xuống cát nè. Mưa này giờ sình nó lúng quá. Giờ đau mà mang cái đôi dép này nó nặng á. Hốt cái bờ sình này ra nè. Hốt bờ sình cái đùa nó xuống luôn. Cá cái để lên nó dẻ nó khó bư quá ha. Nó khắc luôn á. Nhiều cát quá nè. Rồi bắt đầu lôi ổ điện đặng mình khỏi ống hơi. Rồi anh em xuống cát xong rồi giờ bắt đầu anh lôi điện đặng thổi ống hơi cho nước trong. Rồi bắt đầu anh gỡ cái giàn khoan bắt đầu vận chuyển xuống vỏ luôn. Rồi đi, chút khỏi rồi. Trong nhà đấy, đi lò nặng thôi. Rồi hôm nay khoan cái nước này thì trời mưa nên mấy anh em vất vả nè, kiên đồ nên khó dữ lắm, đi cái bờ nó nhỏ xíu xíu à, sình nữa. Rồi anh Chí thì đang lọc nước cho nó trong. Gần đường hả anh Chí? Dạ. Nghe nói cái nước này ngon rồi nãy, nhìn mạch cát của anh em nó ngon rồi nè. Ủa cho nó cầm cầm những tí. Nó chưa trong hung ha. Wow, cái nước này nó ngon nè. Không có độ mặn gì hết luôn. Thì rồi anh chàng gắn cái bộ hút sâu xuống. Rồi. Đứng cái thầm vô quấn bình hơi lại đem dưới vậy đi. Dạ nữa rồi. Nè. Cái đầu điện kia ra em. Kéo là nó tha ở trên đây nè. Dán là nó tuột nó chạy xuống nó vừa. Tha dưới rồi bắt đầu nó chạy dán đâu dính. Được không? Từ từ thôi. Mạnh chút. Rồi lên trên đi. Bây giờ chỉ gắn một tư rồi nè. Nghe hù hù tính đâu mưa nữa hay gì. Cắt ngang ở dưới nè. Trên lên. Sao được cái đó. Rồi. Cắt gì đó giờ cắt đi quay lại dán. Tôi thẳng tay. Từ sáng giờ về chắc dạ tính đâu làm được vài cây. Ai ngờ ở đây có một cây nước một. Mưa rồi đủ thứ hết trơn. Một cái máy chụp chặt nữa. Ờ, được hỏi mình tới giờ này là mình được 3 cây rồi ha. Dạ. Giờ nhóc ngang gì anh ương gì nó kêu nghêu hết. Giờ mưa này hông dẻo quá. Rồi, sửa mấy cục gạch lại nữa.
Rồi chủ nhà ơi, có ổ điện đi. Cho gì điện luôn. Cho dây điện luôn chủ nhà ơi. Rồi, dây điện mới luôn. Rồi bắt đầu anh ghim motor nè. Để phóng lên mạnh quá rồi đó. Trời mưa mà sình nè. Mưa nó sình đó, thì cái nước này anh Chí làm cho nhà của anh Trang thì lên nước mặn người trong rồi nè. Cho em gửi tiền anh Chí đang về bển ha, xa nó trên này về tối rồi. Em gửi hai cái nước là trị giá là 4 triệu đồng. Gửi anh Chí luôn, 1, 2, 3, 4. Bữa nay vất vả quá, làm được có một cây nước thôi mà trục chặt đủ thứ hết trơn, trời mưa nữa. Rồi cảm ơn anh Chí nhiều ha, em chúc anh về nhiều mạnh khỏe luôn. Cảm ơn chị ha. Dạ. Chị nhiều sức khỏe thêm về trước. Rồi, em chào anh. Bởi đường xa nên ảnh về sớm. Cái nước này một hồi nữa mới trong. Wow, nước nó mát quá. Cái nước của nhà của hai vợ anh Trang với hai bé thì cô Mai với cô Minh Phương ở tiểu bang Texas Mỹ để tặng cho gia đình em một cái nước sạch. Giờ anh Chí làm nước cũng trong rồi, lên nước mạnh rồi nè. Cái nước này ngon lắm, thử đi. Nước này chắc mình uống được luôn á, phải nấu ăn được luôn á. Nè đâu chẳng cho thử cái nước coi. Nước này là ngon rồi đó, tại vì cái nước cây mà được vậy là ngon rồi ha. Tự nhiên nước sông của mình nó không có mặn gì hết trơn luôn á nè. Nó không có phèn luôn á. Được cái nước gì có mừng gì không? Dạ mừng. Rồi Trang có là gì muốn nói với hai cô không? Cô Mai với cô Minh Phương ở Mỹ. À, dạ trước hết thì con xin chân thành cảm ơn hai cô rất là nhiều vì đã hỗ trợ cho con được con nước sạch để cho con sinh hoạt thuận tiện ha, tại vì hai bé còn nhỏ nè nên tắm ở dưới nước sông có thuốc thì nó sẽ bị cái da bị dị ứng á, nó rẻ á, da bé nó còn non lắm. Rồi được cái nước kia là mừng rồi, tắm cho hai bé nó không sợ bị rẻ nữa. Dạ. Rồi sao còn chẳng mừng quá rồi hả, biết gì nói luôn rồi. Tại vì hai chồng thì còn nhỏ nè thì Trang thì không có phụ chồng được á, chỉ có anh chẳng làm thôi mà nuôi hai bé nữa, bé lớn thì đi học còn bé nhỏ thì còn nhỏ quá nên mẹ nhà Trang hai bé nên chỉ có một mình em lao động thôi nên cuộc sống thì vất vả. Thì nhà cũng được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cấp cho được căn nhà, rồi giờ được cô Mai với cô Minh Phương ở Mỹ tài trợ được cây nước sạch, chị là cũng mừng quá trời ha. Dạ. Rồi giờ thì cái nước sạch của hai gia đình của em á thì cô Mai với cô Minh Phương ở Mỹ tài trợ, thì hạnh thay mặt gia đình của hai Trang với Chẳng thì với hai bé nè cảm ơn hai cô rất nhiều. Hạnh xin chúc hai cô luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình thì luôn hạnh phúc. Rồi giờ mình đi vô nhà đi, ở đây sình mấy bé tội nghiệp quá, để cha ẩm kìa, cho tham quan nhà mới coi. Ngôi nhà của gia đình Tấn Cang thì Mạnh Thường Quân mới cắt cho hỗ trợ nè. Nhìn ngôi nhà rộng rãi quá luôn ha. Mới cắt thì chưa có sửa sang thì còn bề bộn chưa có dẹp. Đồ đạc này chắc mới mua hả, gì quá. Mới mua tỉnh được gì đó rồi. Mùa này lặt vặt ít cái xô cái nồi được ha. Nên chưa có gì trong nhà hết trơn, nhà mới cất á.
Đây là cái bàn, mình được cái bàn rồi hả? Dạ, con mới được cái bàn, ông bố ông ngoại cho. Ông ngoại cho được cái bàn ha. Sao không thấy ghế? Chưa có. Vậy là ông ngoại cho được cái bàn, chưa có ghế. Được bàn đi, mình đẩy trước đi, rồi từ từ mình sẽ kiếm mua ghế. Đây là cái phòng ngủ của mình đó hả? Dạ, ở đây là phòng ngủ. Ồ, cái phòng ngủ rộng quá luôn. Trời ơi, tối gia đình con ngủ dưới đây hả? Tối ngủ ở đâu mà? Con ngủ dưới đây luôn. Ngủ ngon không? Ngủ dưới gạch hả? Năm nay nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. 5 tuổi rồi, vậy là sang năm học lớp 1 rồi hả? Ờ, lớp 1 là vất vả thêm rồi, tốn tiền thì kia lo ăn học nữa. Con tên gì? Quyền Trân. Quyền Trân, còn bé nhỏ thì tên Ngọc Hân. Tên đẹp quá ha. Quyền Trân, Ngọc Hân, mình ngủ dưới cái dưới đất luôn. Dạ, con ngủ dưới đất luôn. Gia đình mình 4 người thì trải đây cái phòng ngủ dưới gạch luôn ha. Ngủ ngon không? Ngủ ngon không Trân? Ngủ dưới gạch thì bé nhỏ đó thì nó lạnh lưng lắm ạ. Dạ. Tối là trời mưa. Mới vô nè. Mấy ngày đầu nó quen cái bị nổi sảy. Bị hầm ha. Dạ, hầm. Tại vì nó không có thoáng hơi được á. Dạ. Dưới gạch cái nổi sảy à, cái lưng. Dạ. Nổi sảy chắc đã dữ luôn rồi. Dạ. Bị bụng luôn nè. Da còn bé đó nên ngủ dưới gạch cái mùi xi măng rồi nè. Cái nó hầm cái lưng cái bị nổi sảy. Dạ. Có quậy gì không, như nổi chắc dạ, cũng khó có, chịu ha. Dạ, khó chịu mất mùi thuốc uống. Giờ mình được tài trợ cái nhà mà chưa chỗ ngủ thì chưa có dạt gì ha. Có ơn chẳng đi làm nên không có dư giả mà mua được đầy đủ trong nhà. Thì từ từ mình sẽ kiếm tiền mình mới mua được ha. Giờ ngủ đỡ gì đi, gia đình thì ngủ đỡ dưới gạch 4 người. Rồi con có muốn nói gì với ông bà cô chú không? Trân nói gì không? Con mới có nhà mới, các mạnh thường quân hỗ trợ cho mới được căn nhà. Thành ra chưa có kinh tế còn eo hẹp cái gì, con chưa có mua đồ gì hết trơn á. Mong mấy ông bà cô chú có ai thương thì cho con xin ít vật dụng trong nhà với cái phi nhỏ nhỏ để con đựng nước sạch. Vật dụng trong nhà thì chưa có gì trơn á, trống lỏng luôn nè. Chị không có giường ngủ mà cũng không có tủ để quần áo cho mấy bé nữa nè, nên không có được gọn gàng ha. Dạ. Đây còn để bề bộn quá. Thì cái phi đựng nước sạch nữa ha, mình không có phi đựng nước nữa, có cái nước thôi mà không có cái phi. Nếu có cái phi thì mình bơm vô đại phi thì mình sẽ tiết kiệm được điện nè. Chỉ mình chỉ dặn cái quan ra là mình xài đó. Dạ. Nếu mình không có thì mình bật điện lên mình xài nó sẽ hao điện nữa. Dạ. Thì hôm nay thì cái nước sạch của mình đã làm xong rồi, rồi con có là gì muốn nói thêm nữa không? À dạ, có được cái nước sạch con cũng rất là vui, với được các nhà hỗ tâm ra cái tài trợ con được cái nhà này, có hai niềm vui đến với con rất là mừng. Con cũng không biết nói gì hơn là nếu mà được thì con được xin thêm cái bồn nước nhỏ nhỏ nó để con chứa nước sạch để con cho hai bé sinh hoạt. Với được nữa thì con được xin cái giạc cho hai bé nó nằm được thoải mái hơn, nó không có bị hầm lưng nữa. Tại vì hai bé còn nhỏ quá đó, cái da nó còn mới có mấy tháng à, nên ngủ dưới gạch là xi măng mới làm đó, nên nó bị hầm cái lưng á, cái chất xi măng ha, nhưng không có thoáng đó. Mà cái da này cũng mềm bụng luôn. Dạ. Nằm nên nó bị hầm cái lưng nè. Thì Trang thì nói với cô chú, nếu mà có cô chú có xem clip á thì hỗ trợ để cho được cái bồn nước với một cái giường ngủ á, đặng cho gia đình đặng có chỗ nghỉ ngơi, đặng cho hai bé nó ngủ ngon giấc hơn á. Thì Hạnh xin cảm ơn rất nhiều. Hạnh xin chúc tất cả cô chú anh chị luôn luôn được giàu sức khỏe, bình an và thành công cho công việc. Chẳng thì có một mình em là lao động chính trong nhà thôi, nên làm thì đủ chi tiêu rồi, lo ăn uống cho bé nó đi học nè, với đồ với sữa nè cho mấy bé nhỏ nè, thì không có khả năng mà mua được cái giường ngủ á. Thì được cô chú yêu thương thì ủng hộ cho được một cái nước sạch, mà giờ em thì cũng không có khả năng mua cái bồn đặt chứa nước á. Nếu mà có cái bồn thì sẽ thuận lợi hơn, thì nó ít tốn tiền điện nè, thì bơm đầy một cái bồn thì xài cũng được cũng lâu rồi, thì sẽ dễ dàng cho mấy bé luôn. Thì bé nhỏ này ra cũng xài được luôn, dặn cái quanh là xài nước được rồi. Thì nếu mà được cô chú yêu thương ủng hộ thì tài trợ cho gia đình em, thì Hạnh xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Bé quên tên gì, con tên gì? Quyền Trân. Quyền Trân, Quyền Trân con chúa đó nghe.
Rồi con có là gì muốn nói với ông bà cô chú không? Được tài trợ nhà của con nè, rồi được cây nước sạch đó. Con có muốn nói gì không? Rồi thì hôm nay cô Mai với cô Minh Phương ở tiểu bang Texas, Mỹ có gửi cho Hạnh là 200 đô. Thì Hạnh đổi là được là 100 đô là được 2.3 triệu, 30 ngàn. Thì 200 đô thì được 4.660 ngàn. Thì Hạnh làm một cây nước sạch cho gia đình của em Cang thì 4 triệu. Thì còn dư lại 660 ngàn. Thì cô có nhờ Hạnh thì đi quay thì biết gặp hoàn cảnh khó khăn thì tài trợ cho gia đình. Thì Hạnh cũng làm cái nước sạch xong rồi, số tiền của cô còn dư lại thì Hạnh sẽ đã giữ lại. Thì Hạnh cũng thay mặt gia đình của em cảm ơn cô rất nhiều. Thì Hạnh xin chúc gia đình hai cô luôn luôn được giàu sức khỏe, bình an và thành công trong công việc. Giờ này quậy rồi đó, bụng hóa gì rồi nè, chắc tối còn ngủ nữa. Rồi giờ Hạnh video của Hạnh đến đây kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà, cô chú, chị, các bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ kênh Nước Thành Miền Tây. Hạnh xin chúc bà, cô chú, chị, các bạn luôn luôn được giàu sức khỏe, bình an và thành công trong công việc. Xin chào. Xin chào. Rồi, chào con về luôn nha. Chúc con trong ngoan học giỏi nha. Tối con ngủ một giấc ngủ ngon giấc luôn. Rồi chào Cang luôn ha. Chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe và bình an ha. Dạ rồi, cảm ơn.